Chào mừng các bạn đã đến với kênh bảo hộ xe máy Yohi Shop. Hiện tại shop đang chuẩn bị lên ba ga và thùng cho anh khách. Thì anh khách ảnh nhu cầu anh chở đồ không có nặng nhưng mà anh chở nhiều. Nên anh khách anh chọn cái loại ba ga MV này. Thì cái ba ga này hãng nó ghi là khuyến cáo chở tối đa là 3 kg. Thì do anh khách anh không có chở đồ nặng nhiều nên anh chọn cái loại ba ga này. Thì ba ga này giá là 280k nha các bạn. Anh khách anh chọn cái thùng E43 NTL và được tặng kèm cái đế này. Và những con ốc này thì các bạn yên tâm nha, ốc thì nếu mình dặn một đầu thì không ra được đâu, nên rất là an toàn, không có sợ bị người ta tháo thùng hay gì hết. Mình đã hoàn thành xong cái ba ga và đế. Bây giờ mình sẽ lắp thùng lên cho các bạn xem. Thì cái thùng sẽ giữ bằng hai cái chấu ở trước và một cái chốt ở phía sau. Các bạn để ngay vị trí và các bạn ấn xuống thì thùng sẽ được cố định lại. Và cái cơ chế của khóa này á, thì khi các bạn khóa lại nó sẽ khóa dính vào đế luôn. Khi các bạn khóa nắp thùng lại thì cái thùng sẽ dính vào cái đế. Khi nào các bạn mở khóa ra thì các bạn mới có thể lấy cái thùng ra được khỏi cái đế, nên rất là an toàn. Đó, thì các bạn xoay khóa là rút chìa khóa ra thì cái thùng các bạn không có mở lên được và cũng không lấy ra khỏi cái đế được. Trừ khi nào bạn gắn chìa khóa vào và mở ra. Đó, thì các bạn mới có thể thao tác được là mở nắp thùng hoặc là tháo cái thùng ra luôn. Thì đây là thùng E43 NTL, dung tích nó là 43 lít, có thể chứa được hai cái mũ full face là hai. Thì anh khách là anh hai vợ chồng anh chứa đồ nhiều, chứa là chứa quần áo nên cũng khá nhẹ, nhưng mà anh cần rộng để chở đồ nhiều nên anh chọn cái loại này. Thì giá cái thùng E43 NTL này giá 1,4 triệu nha các bạn, bên mình miễn phí công lắp ráp. Và thùng cũng chống nước mưa hoàn toàn luôn nha các bạn, nên rất là tiện lợi khi đi mùa mưa. Và khi xong sử dụng các bạn chỉ cần ấn nút và tháo ra. Thì ngoài ra mình còn có rất là nhiều mẫu thùng của Givi. Đây là hàng chính hãng nhập khẩu từ Malaysia, từ nhà máy Givi Malaysia, và nhiều cái kích cỡ khác nhau tùy cái nhu cầu của các bạn. Nếu các bạn chở đồ nặng thì các bạn sẽ lên thêm cái cản chịu lực HRV. Còn nếu mà các bạn chở đồ nhẹ thì có thể sử dụng cái cản thường kia được rồi. Và ngoài ra mình còn có thùng hông. Nếu các bạn nào thích lên thùng hông thì chúng mình cũng có sẵn. Và các sản phẩm phụ của Givi như áo mưa Givi và các thương hiệu nón bảo hiểm 3/4 full face đặc hàm cùng các thương hiệu KNT, Yohi LS2, Bulldog. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở clip khác. Xin chào và hẹn gặp lại.